Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây, mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, 30 tháng 3. Cập nhật lịch thi đấu V-League vòng 14 2023-2024. Truyền thông Trung Quốc chỉ đích danh ông Philippe Jouzier đã phá nát thành tựu của huấn luyện viên Park Seo. Loạt sao Indonesia mỉa mai sau khi thắng liên tiếp tuyển Việt Nam. Ông Philippe Jouzier từng mắc sai lầm khó bỏ qua ở đội tuyển Nam Phi, bị học trò gọi là kẻ ngu ngốc. Mời các bạn cùng đón nghe. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay 30 tháng 3 thì vòng 14 của V-League 2023-2024 tiếp tục lại diễn ra. Vào khung giờ 17 giờ thì Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Khánh Hòa. Tiếp đến ở khung giờ 18 giờ thì Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hải Phòng. Và cuối cùng là trận đấu diễn ra vào lúc 19:15, Viettel gặp Quảng Nam. Như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ gửi đến quý vị và các bạn link xem trực tiếp một số trận đấu đáng chú ý trong phần mô tả và phần top comment của video. Kính mời các bạn cùng đón xem. Ở vòng đấu thứ 14 này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cơ hội bứt phá nhóm cuối bảng xếp hạng, qua đó có thể tiến một bước dài đến việc chua hạng thành công ở V-League mùa bóng năm nay khi họ tiếp đón Khánh Hòa vào khung giờ 17 giờ. Hiện Hoàng Anh Gia Lai có chữa trận phong độ tốt kể từ khi ông Vũ Tiến Thành lên nắm quyền thay cho ông Kia Đi Sắc. Trong 4 trận gần nhất thì đội bóng này bất bại với 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa. Kết quả này giúp cho Hoàng Anh Gia Lai từ vị trí bét bảng tạm vươn lên vị trí thứ 12 sau giai đoạn lượt đi. Vào lúc này thì Hoàng Anh Gia Lai đang hơn đội bét bảng Khánh Hòa 4 điểm. Cơ hội để cho họ nới rộng khoảng cách điểm số với vị trí xuống hạng càng thêm rộng mở. Bởi là tại vòng 14 này thì họ sẽ tiếp đón Khánh Hòa tại sân nhà Pleiku. Ngoài việc được chơi tại phố núi thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đang có lợi thế tốt hơn về phong độ. Bởi trái ngược với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai thì đối thủ của họ, đội khách Khánh Hòa, không thắng nổi trận nào trong 5 vòng gần nhất. Việc chỉ giành đúng 3 điểm ở khoảng thời gian này cộng thêm Hoàng Anh Gia Lai thể công Viettel thăng hoa khiến cho đội bóng phố biển trở thành ứng viên nặng ký cho vị trí xuống hạng. Sau 13 vòng tại V-League thì Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay với ngôi sao chủ lực Nguyễn Tuấn Anh. Trọng trách nhạc trưởng ở đội bóng phố núi sẽ được giao phó cho Minh Vương. Một điều cần phải nói thêm rằng là hàng công của Khánh Hòa tịt ngòi 4 trong 5 trận gần nhất. Ngược lại thì Hoàng Anh Gia Lai nổi lên là đội có hàng thủ cứng cáp hàng đầu kể từ khi ông Vũ Tiến Thành trèo lái. Đơn cử như là trong 7 trận vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai chỉ thủng lưới đúng 3 bàn. 4 trận trong số đó chứng kiến đội bóng này giữ sạch lưới. Vậy nên không quá bất ngờ nếu Hoàng Anh Gia Lai giữ lại được 3 điểm tại sân nhà Pleiku. Truyền thông Trung Quốc chỉ đích danh ông Philippe Jouzier phá nát thành tựu của ông Park Hang-seo. Các bạn thân mến, ông Philippe Jouzier là cái tên rất quen thuộc ở Trung Quốc, thậm chí thì đây là quốc gia mà nhà cầm quân này gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Trong 7 năm, cụ thể là từ năm 2011 cho đến năm 2018, ông Jouzier đã cầm lái nhiều câu lạc bộ. 7 năm ở Trung Quốc nhưng ông Philippe Jouzier không để lại ấn tượng, thậm chí còn khiến cho một câu lạc bộ rất hạng. Sau khi biết ông Philippe Jouzier mất việc ở Việt Nam thì tờ báo của Trung Quốc là Football News đã bình luận: ông Philippe Jouzier đã phá nát những thành tựu do ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, gây dựng. Thầy trò ông thua 3 trận liên tiếp ở Asian Cup 2023, sau đó là những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup. Và điều mà người hâm mộ Việt Nam không thể tha thứ là 3 trận toàn thua trước Indonesia. Kể từ sau World Cup 2002, ông Jouzier thường xuyên thất bại. Đã có 8 lần ông bị sa thải hoặc từ chức do kết quả kém. Ông Jouzier đã không thể hiện tốt vai trò huấn luyện viên kể từ khi chia tay tuyển Nhật năm 2002. Và có thể nói, nhà cầm quân này đã qua thời đỉnh cao. Loạt sao Indonesia mỉa mai sau khi thắng liên tiếp tuyển Việt Nam. Thời gian gần đây thì tuyển Indonesia sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và phần lớn là Hà Lan nhằm tăng cường sức mạnh. Trước 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup với Indonesia thì chúng ta cũng biết là Duy Mạnh đã từng đưa ra nhận xét không biết Việt Nam đối đầu với Indonesia hay tuyển Hà Lan. Trong khi đó thì Văn Hậu cho rằng chúng ta không cần e ngại những ngôi sao nhập tịch của họ. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Indonesia, tiền vệ Witan Suleiman đã đáp trả Duy Mạnh: tất cả những cầu thủ của chúng tôi đều giống nhau. Chúng tôi đều là những tuyển thủ Indonesia và là công dân Indonesia. Hoàn toàn không có sự khác biệt giữa cầu thủ nhập tịch và cầu thủ bản địa. Họ
Những cầu thủ nhập tịch có quyền đóng góp cho tuyển Indonesia vì họ có dòng máu và hộ chiếu Indonesia. Họ sẽ chiến đấu cho tuyển Indonesia là điều rất bình thường. Trong khi đó thì Sandy Watts đã tỏ ra gay gắt hơn với ý kiến của Duy Mạnh và Văn Hậu. Họ ghen tị vì nhiều cầu thủ của chúng tôi chơi ở châu Âu. Có một điều chắc chắn là chúng tôi mang trong mình dòng máu Indonesia. Tất cả chúng tôi đều là người Indonesia và chúng tôi đại diện cho đất nước này. Một cầu thủ khác bên phía Indonesia là trung vệ nhập tịch Justin Hubner thì lại có màn đáp trả trên mạng xã hội. Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng. Ojoje từng mắc sai lầm khó bỏ qua ở đội tuyển Nam Phi, bị học trò gọi là kẻ ngu ngốc. Các bạn thân mến, trước khi rời đi thì ông Philippe Ojoje gây tranh cãi khi không trọng dụng các cầu thủ trụ cột ở đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park như là trường hợp của Hoàng Đức, Quang Hải, Hồ Tấn Tài. Ông thầy người Pháp ưa dùng những cầu thủ trẻ như là Thái Sơn, Minh Trọng, Tuấn Tài, Đình Bắc, Văn Khang hay Thanh Nhàn. Trong số này thì có nhiều cầu thủ từng được ông Philippe Ojoje dẫn dắt khi còn làm việc ở câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Tuy vậy thì một điều ít người biết rằng là ông Philippe Ojoje cũng đã gây tranh cãi không ít khi ông dẫn dắt các đội bóng ở các châu lục khác, trong đó có cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, ông cũng đã khiến cho nhiều cầu thủ của đội tuyển Nam Phi dậy sóng vì cách làm việc có phần là tương tự như ở Việt Nam. Ông Philippe Ojoje bắt đầu lên nắm quyền làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nam Phi từ ngày 1 tháng 3 năm 1998 sau khi đưa đội tuyển Burkina Faso vào đến trận tranh hạng 3 ở Cúp bóng đá châu Phi năm 1998. Ông được Liên đoàn bóng đá Nam Phi để mắt và mời về dẫn dắt đội bóng này thay cho ông Jomo Sono ở World Cup 1998. Theo tờ The Mail, The Guardian, thì sau khi nhận chức, ông Philippe Ojoje đã gọi lên đội tuyển quốc gia những tài năng trẻ với mục đích là biến họ thành các ngôi sao. Ông thầy người Pháp cho các cầu thủ trẻ cơ hội thi đấu để chứng tỏ bản thân mình và đưa những siêu sao chưa sẵn sàng làm việc chăm chỉ lên băng ghế dự bị như cái cách mà ông làm ở Nigeria khi cho Victor Ipeba và Austin Ozeizay Okocha ngồi dự bị. Chiến thuật của ông Philippe Ojoje nhanh chóng bị hoài nghi bởi một số ngôi sao của đội tuyển Nam Phi ngay sau thất bại 0-3 ở trận giao quân trước đội tuyển Pháp ở World Cup 1998. Một trong số đó là cầu thủ trẻ của Nam Phi khi đó là Pierre Issa, người được ông Philippe Ojoje tin tưởng, đã không chỉ có một mà là hai bàn phản lưới nhà khó tin. Sau đó thì tờ Le Temps viết, thất bại cay đắng trước tuyển Pháp đổ thêm dầu vào lửa. Một số cầu thủ chủ chốt của đội, đặc biệt là Mark Fitz và ngôi sao Benedict McCarthy, đã công khai hoài nghi về cách lựa chọn chiến thuật của huấn luyện viên và thông báo rằng họ sẽ chơi theo cách họ thích trước đội tuyển Đan Mạch. Chỉ có đội trưởng Lucas Radebe và một số cầu thủ tiếp tục tin tưởng vào ông thầy người Pháp. Điều này cũng khiến cho nhiều người liên tưởng đến những tình huống non nớt của Minh Trọng và Thanh Bình hay là Phan Tuấn Tài ở các trận đấu với Indonesia trước đó của tuyển Việt Nam. Họ đều là các cầu thủ trẻ nhận được sự tin tưởng của chiến lược gia này trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao Neil Tovey cũng bày tỏ sự bức xúc với cách dùng người của ông Philippe Ojoje ở trận này. Trong cuốn tự truyện thì cầu thủ này từng viết: "Hãy nhìn xem, tôi đã có một sự nghiệp thực sự là tuyệt vời và đã cùng đội tuyển Nam Phi giành vé dự World Cup. Vâng, có mặt ở World Cup là điều tuyệt vời. Lúc đó tôi 36 tuổi và tôi vẫn thấy mình khỏe mạnh như bất kỳ ai trong đội và tôi chắc chắn sẽ không đá phản lưới nhà hai bàn ở World Cup. Chắc chắn tôi chưa bao giờ đá phản lưới nhà trong đời, nên tôi không thể phản lưới nhà hai bàn trong một trận đấu cụ thể. Đó là một sự thất vọng vì tôi rất muốn được đến đó, nhưng cuộc sống là vậy." Trong khi đó thì cựu hậu vệ Mark Fitz của đội tuyển Nam Phi thì đã công khai chỉ trích ông Philippe Ojoje trên trang Twitter cá nhân. "Ojoje là một tên ngu ngốc. Ông ta lẽ ra không bao giờ nên làm huấn luyện viên vì chúng tôi đã bị chia cắt ngay từ đầu. Khi ấy nói một bên là các cầu thủ thi đấu trong nước và một bên là các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài." Đội tuyển Nam Phi sau đó bị loại ngay từ vòng bảng và ông Philippe Ojoje cũng bị sa thải sau hơn 3 tháng làm việc. Sau trận thua Indonesia trên sân nhà, một nhà báo nổi tiếng của Việt Nam đồng thời là người đại diện của một số cầu thủ đã tiết lộ ông Philippe Ojoje có sự phân biệt rõ ràng về các cầu thủ trụ cột dưới thời ông Park. Đến những buổi tập của đội tuyển mà ông vẫn gọi những cựu binh là Park Team, rồi khách sạn đội tuyển ở thì gọi là Park Hotel, thì đúng là thực sự khó hiểu
để chinh phục các cầu thủ, trước hết về mặt đắc nhân tâm. Có lẽ ai làm sau thời gian thầy Park thì cũng khó, rất áp lực, nhưng đúng là nếu chọn cho mình một cách hài hòa hơn về trao đổi và giao tiếp hàng ngày thì có thể sẽ khác đi, nhà báo này chia sẻ. Vậy thì việc chia tay tuyển Việt Nam thời điểm này là quyết định hợp lý của cả đôi bên. Không phủ nhận là ông Philippe Jouzier cũng ít nhiều mang đến những điều tích cực cho bóng đá Việt Nam, như thử nghiệm những cầu thủ trẻ sát sao về tình hình chấn thương của các cầu thủ. Song những điều này là chưa đủ. Đây là bài học cho VFF cũng như là người kế nhiệm sau này của tuyển Việt Nam về sự phù hợp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.